Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 5511 nha mọi người. Cái máy là 5511, cái này là cực kỳ đẹp luôn. Cái đẹp sẽ có giá đẹp và xấu thì sẽ có giá xấu ha. Mọi người từ từ theo dõi kênh, mình sẽ lên thường xuyên cập nhật nó về hàng nhiều á mọi người. Đây là cái con máy mình thấy là tương đối đẹp và mình lựa đẹp, mình quay rõ ràng đáp giá cho mọi người nha. Đầu tiên là cái phần vỏ là đẹp quá trời đẹp rồi mọi người. Này thì nó hay về, nó hay bị tróc sơn và nó cũng hay bị cấn trầy chóc. Thỉnh thoảng mọi người xem kênh của mình, nếu mà mọi người hay theo dõi kênh lâu thì biết cái chuyện mà cái gì 5511 nó hay trầy. Con này là nó đẹp, mình sẽ quay rõ ràng cái góc cạnh rồi vô bên trong mình quay cái cấu hình mình báo giá cho mọi người. Nhìn chung là đẹp ha, có một tí chỗ này là hơi mòn một chút xíu xìu xiu thôi, còn lại là ok mọi người. 5511 mà đẹp như thế này rất là hiếm luôn, rất là ít gặp, cạnh đẹp ha. Ngõ sạc này, ngõ tai si sấm sét, ngõ USB, góc cạnh đẹp mọi người, không có hề bị trầy mòn gì luôn. Máy còn khá là mới. Ngõ mạng LAN HDMI USB, tai nghe, thẻ nhớ ha. Rồi bây giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn. Ở trong này thì rất là đẹp mọi người. Màn hình đó là 15.6 inch, màn full HD. Đẹp, không có lỗi làm gì hết trơn á. Máy đẹp từ trong ra ngoài. Mình quay cho mọi người xem phím, phím rất là nảy, bấm rất là ok và có LED phím rồi đầy đủ. Có phím số rồi bên hông để mình bấm dữ liệu. Góc cạnh là đẹp nha, đẹp 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 luôn. Bây giờ quay cho mọi người xem cái cấu hình của máy 5511 i7 1850H mọi người. Chip H 1850 thì nó cũng có 1650, 1750 và 1850 ha. 10H thì quá khỏe rồi mọi người. Đó, 10H nó tới 12 luôn, 12 CPU và tới 2.7 lận, nó rất là khỏe, cực kỳ khỏe luôn. Hiệu năng này, chip hiệu năng này rất là cao nha. RAM 32GB. Chạy song song hai càng nè, càng này là onboard trong máy. Và đây là cái card đồ họa rời này là 2GB, mọi người có thể thiết kế đồ họa, làm việc vẽ rồi đơn giản những cái đồ họa gì mà yêu cầu cái cấu hình của mình. Từ 1GB tới 2GB để mình làm việc á, là cái này là đáp ứng đầy đủ hết. Chip 10H thì cũng cực kỳ khỏe luôn mọi người. Đây mọi người có thể tham khảo thêm về chip ha. Cứ thêm cái chữ H ở phía sau là khỏe, cực kỳ trâu, cực kỳ luôn. Dành cho những dòng máy chạm. SSD là 1T nha mọi người. 5511 về SSD 1T, tha hồ mình chứa dữ liệu. Mình nghĩ là không cần phải nâng cấp cái gì luôn á, mua cái con máy vừa đẹp vừa chất lượng, chip H vừa khỏe nữa, bền bỉ, con này là quá ok từ đầu tới cuối, không có lỗi làm gì hết mà lại đẹp nữa. Mình báo giá mọi người, cái con máy này là 12,7 triệu ha. Ai chốt có thì inbox mình, mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy là đẹp nha mọi người, bản option lại cao nữa. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình ha. Ở phía sau là cũng tương đối sạch đẹp ha mọi người. Khi mà gửi hàng cho mọi người thì mình lúc nào cũng có dán tem hết, và mọi người muốn bung tem để kiểm tra có zin hay không thì cứ gọi điện video trực tiếp cho mình ha. Máy thì luôn bao zin nên mọi người không có lo, zin bao zin hết trơn á, không có lo. Khi mà muốn mở máy thì cứ gọi điện cho mình thôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì inbox mình nha.